Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Đó thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận định, những cái phân tích về thị trường ở trong những phiên sắp tới. Anh chị hiện tại đang xem video của em thì đừng quên bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày. Do cái thuật toán của YouTube là nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video có nhiều like cũng như là comment. Thì anh chị nào xem video nếu thấy hữu ích thì hãy để lại cho em một like ha, cũng như là comment ở phía bên dưới này để ủng hộ em cũng như là để giúp cái video mình được lan tỏa đến nhiều anh chị khác hơn. Ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo cũng như là số điện thoại. Thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại VBS, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ tư vấn về điểm mua điểm bán cũng như các cái vấn đề liên quan đến thị trường ha. Em cũng có để cái đường link gọi là mở tài khoản, nếu anh chị nào mà ngại kết bạn Zalo hay là không tham gia Zalo thì có thể là điền thông tin vào đây, thì trợ lý của em sẽ trực tiếp liên hệ để hỗ trợ mọi người. Và em cũng có để cái đường link nhóm cộng đồng dành cho những anh chị nào mà có nhu cầu muốn trao đổi nhiều hơn ở trong room cộng đồng ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay trước. Thì VN-Index ngày hôm nay chúng ta tiếp diễn một cái phiên tăng sau một cái đợt điều chỉnh mạnh ngày thứ sáu vừa rồi, thì phiên ngày hôm nay là phiên tăng thứ ba liên tiếp. Chúng ta phủ nhận lại hoàn toàn cái cây nến bán ngày hôm thứ sáu, với thanh khoản cũng duy trì ở mức khá là cao, và chúng ta đóng cửa là ở mức cao nhất ngày tại 1254,55 điểm, tương đương như cái mức tăng là 1,38%. Thì rõ ràng có thể thấy được ở giai đoạn hiện tại tạo lập đang có chủ đích kéo chỉ số tương đối khi mà sử dụng những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vietcombank VRE ở trong phiên. Đặc biệt là Vietcombank tăng trần là một trong những hiệu ứng rất là cao trào của thị trường về mặt chỉ số. Nó giúp cho VN vượt qua cái mức 1250 khá là dễ dàng, mặc dù là thanh khoản của nhiều cổ phiếu bên trong thị trường ngày hôm nay vẫn duy trì ở mức khá là thấp. Chúng ta có 309 mã tăng so với lại là 180 mã giảm, cho thấy được là phe tăng vẫn chiếm chủ đạo ở trong phiên ngày hôm nay. Thì nhìn tổng thể về thị trường thì rõ ràng ở giai đoạn hiện tại cái lợi thế lớn nhất của chúng ta là chúng ta chưa sử dụng hết các cái nhóm ngành tăng ở trong cái nhịp vừa rồi, mà chúng ta chỉ mới sử dụng chủ đạo ở các nhóm cổ phiếu như là ngân hàng và một vài những cái nhóm cổ phiếu trụ. Gần đây thì có ngành thép, có Hòa Phát ngày hôm nay tăng khá là tốt, tiếp diễn cái phiên tăng ngày hôm qua, cho thấy rằng là cái lượng cầu vẫn đang chấp nhận hấp thụ cái lượng cung giá cao. Hòa Phát là một cổ phiếu mà trước đó em cũng nói với mọi người là nó sẽ chủ động để test lại quanh cái ngưỡng tầm 29 một lần nữa, và nếu nó vượt qua được cái mức kháng cự 29.5-30 lên quanh đây, thì cái vùng kháng cự kế tiếp của Hòa Phát ở phía trên này nó phải lên quanh đâu đó và tầm 33-34 ở phía trên này. Thế nên chị nào mà cầm thì có thể là follow tiếp lên cái cản này, là bởi vì cái vùng dao động từ 30 cho tới 34 thì cái lượng kháng cự ở đây không lớn, tức là cái lượng cung đeo bám ở đó không nhiều ha. Thì còn những cái nhóm ngành còn lại, ví dụ như là về chứng khoán đi, chứng khoán thì ngày hôm nay vẫn khá là kém, chỉ có một vài những cổ phiếu mà duy trì được cái đà tăng cho đến cuối ngày thôi. Chúng ta thấy có SI này, có VDS dòng Việt ấy, là cổ phiếu mà mình cũng nói khá là nhiều. Còn lại những cái ông như là VND thì lại khá kém khi mà giảm 1%, rồi HCM ngày hôm nay thì cũng tăng nhẹ. Nhìn chung thì nhóm chứng khoán là một nhóm mà cũng chưa tăng được nhiều ở cái giai đoạn vừa rồi. Nhóm ngân hàng thì đi trước một nhịp rồi. Thì giai đoạn sau thì khả năng nhóm chứng khoán vẫn sẽ được hưởng lợi từ cái đà tăng của nhóm ngân hàng ở trong cái nhịp trước, và cũng như là các cổ phiếu tăng ở trong cái giai đoạn vừa rồi dựa vào cái danh mục tự doanh của nó. Nhưng mà ngày hôm nay em có nói, em có take note cho mọi người một cái vấn đề khá là quan trọng của các công ty chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Một tí nữa mà sẽ đi qua phân tích về từng cái danh mục tự doanh của các công ty chứng khoán mà được gọi là đáng quan tâm ở giai đoạn tới, để mọi người biết được là nếu mà đến cái mùa báo cáo tài chính quý 1 là khoảng tầm giữa tháng 3 cho đến cuối tháng 3 đó, khi mà cái dòng tiền nó bắt đầu vào cái nhóm này đi, thì mình sẽ nên ưu tiên tham gia với lại những cổ phiếu nào, và chúng ta phải cần chú ý những cái điều gì khi mà tham gia những cổ phiếu đó ha. Ngày hôm nay mình sẽ tập trung nhiều hơn đối với lại nhóm chứng khoán, do nhóm này là một nhóm mà chưa tăng được nhiều ở giai đoạn vừa rồi. Bất động sản ngày hôm nay vẫn khá là kém ha, nhiều cổ phiếu bị chốt lời ngược trở lại như là DSG hay là CEO. Nhìn chung các cổ phiếu này bản chất cái vấn đề lớn nhất của nó là bởi vì nó giữ giá quá lâu quanh cái vùng giá thấp. Nhóm chứng khoán cũng vậy thôi, khi mà anh chị giữ quá lâu quanh những cái vùng giá thấp thì đồng nghĩa là lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám sẽ rất nhiều, và khi đó thì cái việc kéo lên nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, và buộc trước khi đi lên thông thường nó phải có một cái nhịp string, một cái nhịp rũ bỏ để loại bỏ những cái nhà đầu tư cá nhân đeo bám, thì cái đoạn sau nó mới đi lên xa hơn được. Điển hình là những cổ phiếu mình thấy như là DGC ngày hôm trước em nói với mọi người đúng không? Nó có những cái nhịp rũ bỏ như thế này, trước khi đi lên, hay là ANV này nó cũng có những cái nhịp cao trào bán, DCM cũng vậy, ngày hôm nay DCM nó có nỗ lực nó tăng, để nó chắc nó hấp thụ lại cái nến bán ngày thứ sáu vừa rồi. Nhìn chung nó vẫn có cái mẫu hình tương đương, đó chính là trước khi đi lên nó có một cái nhịp cao trào bán xuống để kích hoạt cái lượng cung bán ra từ nhà đầu tư cá nhân, rồi sau đó mới kéo ngược lên trở lại. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu mình thấy được là nhóm bất động sản đang ở cái pha này,
nó đang ở cái giai đoạn mà những cổ phiếu kia đã trải qua rồi, tức là giai đoạn rũ bỏ. Những cổ phiếu dạng như DG hay thậm chí là cả BDR ở đoạn này, nhìn chung thì cái áp lực bán là vẫn lớn. Thì những cái nhịp bán ở trong giai đoạn vừa rồi bản chất là để phục vụ cho cái việc ép những cái nhà đầu tư cá nhân đeo bám ở giai đoạn vừa rồi bán ra bớt, thì đoạn sau nó mới đi xa hơn được. Đó là nhóm bất động sản ha. Ngày hôm nay có nhóm dầu khí là điểm sáng, có BVD tăng trần. Một trong những cái mẫu hình mà chúng ta thường thấy ở giai đoạn này nha, đó chính là mô hình break fail, tức là một cổ phiếu nỗ lực break lên, ví dụ cây nến ngày 22 tháng 2 của con BVD, nó cố nó vượt qua mức 29, sau đó bị tán ngược trở lại vào ngày thứ 6, nó bị hấp tụ lại, nó phủ nhận hoàn toàn cái nến tăng ngày thứ 5 luôn. Nhưng mà sau đó thì nó quay trở lại ngay lập tức, nó phủ nhận ngược lại cây nến bán trước đó, và nó bứt phá qua khỏi cái đỉnh cũ vừa rồi của nó, quanh kháng cự tầm 30. Hiện tại thì BVD gần như là không còn kháng cự phía trên nữa. Nó cái vùng kháng cự kế tiếp của nó là cái vùng kháng cự cách rất là xa rồi. Về mặt thời gian á, thì cái vùng kháng cự kế tiếp của nó đâu đó khoảng tầm là giá 40 ở phía trên này. Đó là một cái lợi thế rất lớn của BVD, là bởi vì cái vùng kháng cự càng xa thì cái ý nghĩa, tức là cái tác động của nó sẽ càng ít. Anh chị cứ hình dung là bây giờ cái vùng mà 40 BVD á, cái thời điểm mà nó chạm về được á, thì đâu đó khoảng tầm thời điểm 2014-2015 rồi. Nên bây giờ để nói là có ai kẹp hàng ở thời điểm đó còn cầm tới bây giờ hay không thì rất là ít. Đó là lý do vì sao mà gần như có thể xem ở thời điểm hiện tại BVD không còn một cái kháng cự nào hết. Thì trước mắt nếu anh chị là mà cầm BVD thì mình có thể chủ động kéo cái chặn lại lên quanh cái vùng giá tầm 30 nè. Thì BVD nó cũng kéo được cái dòng tiền lan tỏa vào những cổ phiếu khác trong nhóm dầu khí như là BVS này hay là BSR này. Thì nếu anh chị nào mà đang cầm nhóm BV hay là nhóm dầu khí thì có thể follow tiếp được, ví dụ BSR đoạn vừa rồi. Lúc mà BSR bắt về giá 19 thì em cũng nói với mọi người là BSR sẽ còn một cái nhịp để quay về lại trên giá 20 đúng không? Thì mình nhìn sơ lược quá như vậy thì rõ ràng giai đoạn hiện tại chúng ta vẫn chưa sử dụng nhiều đối với lại nhóm chứng khoán, nhóm thép, nhóm bất động sản và cả nhóm dầu khí, mà đoạn vừa rồi chúng ta chỉ tập trung vào ngân hàng và nhóm cổ phiếu trụ là chính thôi. Nên nó cho thấy rằng là sau cái thời điểm mà chúng ta vượt qua 1250 thì chúng ta vẫn còn nhiều cổ phiếu, nhiều nhóm ngành để có thể thay phiên luân phiên khi mà những cái nhóm như là ngân hàng hay là những cái nhóm như là cổ phiếu trụ bắt đầu bị chốt, thì dòng tiền nó có thể chuyển ngược lại những cái cổ phiếu mà chưa tăng được nhiều ở giai đoạn vừa rồi. Đó là một cái điểm cộng. Thực tế giai đoạn vừa rồi để nói về câu chuyện lan tỏa thì mình cũng đã có tín hiệu lan tỏa về dòng tiền ở nhịp vừa rồi, khi mà ngân hàng bắt đầu chỉnh thì cũng có một vài những cổ phiếu ở những cái nhóm thép bắt đầu đi lên, như là Hòa Phát hay là chứng khoán thì có HCM, SI, nó nỗ lực direct lên cái vùng biên trên này. Rồi bất động sản thì có một vài cổ phiếu giai đoạn vừa rồi tăng tốt như là NTL, hay là thậm chí giai đoạn trước thì có KDH Nam Long, tức là nó vẫn có tiền vào nhưng mà chưa đủ lớn. Có thể là nó sẽ đang mong chờ nhiều hơn, tức là một cái cú chỉnh mạnh hơn. Bởi vì rõ ràng là nhóm ngân hàng giai đoạn vừa rồi chưa rũ bỏ được quá nhiều. Cái nhịp điều chỉnh của nó biên độ chỉ có khoảng tầm 2-5% thôi, thì rõ ràng là nhà đầu tư cá nhân nếu mà đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu đó thì họ vẫn còn tự tin, họ vẫn sẽ còn nắm giữ tiếp đối với nhóm cổ phiếu đó khi mà nó vẫn có dòng tiền tham gia tốt. Cho đến khi nào nhóm ngân hàng nó phải xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh biên độ đâu đó khoảng tầm từ 5-10%, thì lúc đó những cái cổ phiếu khác, những cái nhóm ngành khác thì nó mới có thể hút được tiền ngược trở về đối với lại những cái nhóm này ha. Đấy, thì đó là về tổng thể dòng tiền ở giai đoạn hiện tại của thị trường. Còn bây giờ nói về đồ thị của VN-Index đi. Thì rõ ràng cái nến ngày hôm nay là một cái nến mà chúng ta đang chủ động vượt qua được cái vùng kháng cự tầm 1250. Chúng ta đóng cửa lại trên 1250 và confirm chúng ta đã vượt qua được cái vùng kháng cự này. Tất nhiên thì sau khi vượt qua được cái vùng cản rồi, chúng ta cũng sẽ cần có những cái nhịp nhúng lại cái ngưỡng 1250 này để kiểm tra cung ở trong những cái phiên sắp tới. Và phiên ngày hôm nay một cái điểm yếu của nó là bởi vì ngày hôm nay chúng ta kéo lên nhờ những cổ phiếu trụ, nên nó không thực sự có sự đồng thuận của toàn bộ những cổ phiếu bên trong thị trường. Ví dụ là nó không có sự lan tỏa về mặt dòng tiền đúng không? Nó khiến cho thanh khoản ngày hôm nay tăng nó chỉ đâu đó thấp hơn ngày hôm qua một xíu. Nó chỉ đạt cái mức khoảng tầm là 22.000, 22.600 tỷ đồng thôi. Thì rõ ràng là ở những cái vùng kháng cự dày, thì những cái nhịp mà bứt phá qua thì đôi khi nó sẽ cần thêm những cái yếu tố về mặt kháng, về mặt khối lượng để gọi là confirm, cho thấy rằng là nhà đầu tư đang tự tin hơn trong cái việc là thị trường gọi là vượt qua được cái vùng kháng cự này thì sẽ hướng đến những cái vùng kháng cự xa hơn ở phía trên là quanh 1.300 điểm. Nhưng mà nó cho thấy rằng là có thể chúng ta sẽ break lại, kiểm tra lại 1.250 ở trong những phiên tới. Nhưng mà khi chúng ta break lên mà không có kháng cự thì nó cũng đồng nghĩa là gì? Nó đồng nghĩa là cái lượng cung ở đây không có nhiều. Cái lượng cung ở đây không có nhiều, không có khối lượng lớn á. Bởi vì rõ ràng chúng ta đã có cái nhịp rũ bỏ ở cái nến ngày 23 tháng 2 rồi, và đa số nhà đầu tư cá nhân là sẽ bán cái nến này. Đặc biệt là những cái người mà người ta canh bán ở 1.250 á, thì khi mà nó chạm đến 1.240 rồi nó quay đầu á, thì người ta cũng đem hàng ra bán rất là nhiều. Nên rõ ràng cái việc mà chúng ta vượt qua cái mức 1.250 dễ dàng như vậy cũng cho thấy rằng cái lượng cung ở đây thực sự không quá lớn. Nên nếu có mà có hấp thụ lại á, thì em nghĩ là cùng lắm là đi sai quay lại ở đây thôi. Hoặc là sau khi mà chúng ta break lên được, chạm về 1275, 1280 rồi bị chốt ngược về lại 1250 thì có thể khi đó 1250 sẽ đóng vai trò là cái vùng hỗ trợ. Còn thực tế hiện tại sau phiên ngày hôm nay nó cho mình thấy được là cái lượng cung lên quanh cái ngưỡng tầm 1250 là không quá lớn. Bởi vì chúng ta vượt qua được nó với cái mức thanh khoản khá là thấp, nó cho thấy rằng là cái lượng cung nó cũng không bán quyết liệt ở cái vùng này.
Mặc dù vậy chúng ta cũng phải nói là do chúng ta sử dụng những cổ phiếu trụ như là Vietcombank, chứ thật ra thì những cổ phiếu bên trong thị trường ngày hôm nay ở trong phiên thì cũng bị gặp chốt áp, bị áp lực chốt lời tương đối. Nhưng mà cuối ngày thì đa số đều rút chân trở lại được. À, nó cho thấy là cái lượng cầu vẫn chấp nhận tham gia quanh cái vùng này. Rồi ha, nên đó là với thị trường, thì trong ngắn hạn có thể là chúng ta sẽ tiếp diễn cái đà tăng luôn, à, vượt qua ngưỡng 1.250 hẳn luôn, có thể là về là 1.275, 1.280. Cái vùng kháng cự kế tiếp của thị trường á, mà gọi là dày á, đó chính là quanh cái ngưỡng tầm là 1.290 cho tới 1.300. À, nhìn chung từ đây tới đó cũng còn khá là xa, à, thì từ đây đến đó có thể chúng ta sẽ có những cái nhịp rung lắc, à, nhưng cơ bản là nếu mà chúng ta vượt được cái mức 1.250 này, à, và chúng ta chỉ mới dùng ngân hàng thôi, thì thực ra em nghĩ là cái dư địa tăng trưởng giai đoạn sau của thị trường vẫn còn rất là nhiều, à, bởi vì chúng ta vẫn chưa sử dụng các cái nhóm ngành khác, à, nhiều nhóm ngành nó vẫn còn dư địa tăng trưởng, à, về giá, à, nên chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là sau khi mà cái áp lực chốt lời xuất hiện ở những cái nhóm như là ngân hàng, à, nó thay máu nhà đầu tư, à, có thể là nó sẽ khiến cho dòng tiền rút khỏi cái nhóm ngành đó, nhưng mà nó sẽ chuyển dịch ngược về lại, à, những cái nhóm ngành chưa tăng tốt động rồi thì chúng ta vẫn sẽ còn dư địa tăng trưởng về mặt chỉ số xa hơn nữa, à, chứ không chỉ thuần là cái ngưỡng 1.300, à, nhưng mà cái target trước mắt của mình sau khi vượt qua được 1.250 sẽ là 1.300. À, thì ngày hôm trước em cũng nói với mọi người rồi, nếu anh chị hỏi em là cái khả năng, à, mà thị trường nó vượt qua được cái ngưỡng 1.250 là có cao hay không, à, thì em đánh giá là rất là cao, 80-90% sẽ vượt qua được, bởi vì đơn giản chúng ta được hưởng lợi bởi nhiều yếu tố. Và ngày hôm qua cái việc mà thị trường tăng trở lại, à, mà không tham gia nhiều vào ngân hàng, à, mà chúng ta nhờ cái nhóm thép này, à, chúng ta nhờ những cái nhóm như là chứng khoán tăng lên, à, thì thị trường tăng lên thì rõ ràng nó đã cho thấy cái dòng tiền tham gia vào ngày hôm qua là cái dòng tiền mới, à, chứ không phải là dòng tiền từ cái nhóm ngân hàng, là bởi vì nhóm ngân hàng chưa bị chốt nhiều. À, nó cho thấy là có cái lượng tiền mới đổ vào thị trường, à, thì hiện tại khi mà chúng ta vượt qua được cái ngưỡng 1.250 cũng sẽ là một cái yếu tố để kích thích cái lượng tiền mới đó tiếp tục tham gia vào những cái nhóm ngành khác ngoài ngân hàng. À, nên trước mắt ở giai đoạn hiện tại nếu mua mới, à, thì tùy vào cái danh mục hiện tại mình đang có, à, nếu anh chị nào mà chưa tham gia được quá nhiều ở giai đoạn vừa rồi hay là đang muốn cơ cấu một cái danh mục mới, à, thì có thể lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà như em nói là nó có những cái basin, à, những cái mẫu hình, à, ví dụ như ANV. Ví dụ ANV sau khi mà nó rũ bỏ và nó break qua được cái vùng kháng cự này, nó có back về lại khoảng tầm giá 32-33 thì vẫn tham gia được, à, bởi vì đó vẫn là cái vùng hỗ trợ tốt và khả năng giai đoạn sau chúng ta vẫn kỳ vọng nó tiến lên cái vùng kháng cự là khoảng tầm giá 40. À, hay là những cái mã cổ phiếu dạng như là, à, có basin giai đoạn vừa rồi, à, ví dụ như là chúng ta có DCM đúng không? À, DCM cái vùng lân quanh khoảng tầm 33-33.5 ngày trước em nói vẫn là điểm mua. Đó thì hiện tại chúng ta vẫn kỳ vọng là nó sẽ tiến vào cái vùng kháng cự phía trên khoảng tầm giá 38. À, hay là đối với lại chứng khoán thì có SI hiện tại đang tiệm cận và test là cái vùng kháng cự tầm 36. À, cái vùng kháng cự kế tiếp sau cái ngưỡng 36 này của SI sẽ là khoảng tầm giá 40. À, nên trước mắt thì chúng ta có thể là canh mua lân quanh cái vùng khoảng tầm giá 35-36 ở đây cũng được. À, và chúng ta kỳ vọng target kế tiếp của nó là 40. À, bởi vì đối với em cái việc mà nó test đắp lại gap 34.8 và test lại 34.8 một lần ở đây luôn nè. Sau đó bật trở lại thì cho thấy là cái lượng cầu lân quanh này đủ tốt. Và hiện tại cái mức 34.8 nó không còn gọi là kháng cự của SI nữa mà nó đã trở thành hỗ trợ rồi. À, sau khi mà chúng ta chinh phục được một cái vùng kháng cự mạnh thì cái vùng kháng cự đó sẽ đóng vai trò là một cái vùng hỗ trợ ở trong những cái nhịp rung lắc ở giai đoạn sau, à, đối với lại SI ha. Đấy thì đó là với những cái điểm mua mới thì mình nên lựa chọn những cái mã cổ phiếu hiện tại, à, thứ nhất là chưa tăng quá nhiều ở đoạn vừa rồi. Còn nếu chúng ta tham gia nhưng mà cổ phiếu đã tăng quá nhiều ở đoạn vừa rồi, em lấy ví dụ như là những mã như là MSB này, nó đã tăng tương đối rồi và đang xây nền lại thì cũng có thể cân nhắc mua nếu mà nó hình thành là hai biên. Ví dụ MSB nó cân bằng ở trong cái biên đâu đó khoảng tầm giá 15.5 cho tới biên cho tầm 16. Đấy, thì mình sẽ canh mua lên quanh ở nửa biên dưới. À, là khi nó tiệm cận là 15.5. Hay là với những cái ông mà tăng dốc hơn nữa, ví dụ như kiểu như là giai đoạn vừa rồi có Techcom này ha, Công Thương này, MB này, thì đối với những cái ông này á, nếu mà có mua thì chỉ mua được khi nào mà nó bị chốt cái biên độ khoảng tầm từ 5-10% thôi. À, là khi đó mình đánh nhịp số 2. Ví dụ như kiểu Techcom bây giờ mà có bị chốt ngược về lại giá tầm 39-40 thì khi đó mình sẽ tham gia được, à, để mình đánh cái nhịp test về đỉnh cũ phía trên này, à, là khoảng tầm giá 42. Khi đó cái biên độ lợi nhuận của mình nó cũng sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm từ 5-10%. À, thì nó cũng đủ hấp dẫn để mình tham gia. Và thực ra thì ở những cái nhịp chốt này á, thì nó hoàn toàn có thể vượt lại cái đỉnh cũ, nên cái dư địa nó sẽ là có thể hơn cái mức đó nữa. Ví dụ như Vietcombank. Nếu anh chị nào mà xem video của em nhiều thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên được cái thời điểm Vietcombank mà nó test lại 88-89 nhiều lần. Em cứ nói với mọi người là quanh đây là mua được đúng không? À, và chúng ta kỳ vọng là Vietcombank sẽ còn một nhịp quay về test lại cái đỉnh cũ phía trên này là khoảng tầm giá 93-94, mọi người nhớ không? Đây nè. Hầu như là video nào mình cũng nói về Vietcombank luôn, cái mũi tên vẫn còn ở đây. Đấy, nó test lại 88.9 nè, thì mình kỳ vọng là nó sẽ quay về đỉnh cũ lần nữa. Thì ngày hôm nay nó vượt lên luôn và nó vượt luôn đỉnh cũ luôn. Thì nếu anh chị nào mua lân quanh cái ngưỡng tầm 88.89 thì hiện tại cái dư địa lợi nhuận của mình đâu đó nó cũng khoảng tầm là 89% rồi. À, đối với lại Vietcombank. À, nên đó lý do vì sao mà em nói là đối với những cổ phiếu mà đã tăng nhiều ở giai đoạn này á thì mình sẽ canh những cái nhịp chỉnh biên độ tầm 5-10% đây. Sau một cái đoạn tăng thấp anh chị đâu, Vietcombank nó điều chỉnh đâu đó khoảng tầm là 6%. Thì với những cái nhịp điều chỉnh biên độ đủ lớn thế này thì mình hoàn toàn có thể canh mình tham gia được để mình đánh cái nhịp số 2. Và cái nhịp số 2 của mình kỳ vọng là ít nhất nó sẽ quay về lại được đỉnh cũ là phía trên này.
À, là quanh khoảng tầm giá 9394, còn nếu nó vượt được thì quá tốt, khi đó mình có thể canh để mình gia tăng thêm. À, nó thật nó cần thêm những cái yếu tố ví dụ như là xác nhận về khối lượng nè, ví dụ ngày hôm nay Vietcombank vượt cản với khối lượng cao à, thì mình có thể gia tăng được à, rồi hoặc là nếu mà ngày hôm nay không gia tăng kịp thì có thể canh những cái phiên khi mà hàng về nó retest lại mà nó vẫn neo được ở cái mức cao khoảng tầm giá 9697, thì đồng nghĩa là cái lượng cung nó vẫn chấp nhận hấp thụ cái lượng cầu giá cao phía trên này, cái lượng cầu nó vẫn chấp nhận hấp thụ cái lượng cung giá cao ở phía trên à, giống như kiểu FPT ngày hôm trước cũng vậy, khi mà nó vượt qua cái vùng cản kháng cự ở đây là khoảng tầm giá 9100 nè. À, thì nó vượt ra với cái nến có thanh khoản, tức là nó có sự xác nhận đồng thuận của dòng tiền. Thế thì giai đoạn sau đó nếu mọi người không mua kịp gia tăng ở đây thì mọi người có thể canh gia tăng ở cái phiên sau đó cũng được, hoặc là ở cái phiên hàng về à, khi mà nó chấp nhận rằng, tức là khi mà cái lượng khi mà nó giữ giá tốt thì đồng nghĩa là cái lượng cầu đã chấp nhận cái lượng cung ở phía trên này rồi à, thì khi đó mình có thể tham gia tiếp được à, đối với cái cổ phiếu này à, thì tương tự với Vietcombank cũng là một cái ví dụ rất rõ ràng cho các cái điểm mua dành đối với những cổ phiếu mà đã tăng tốt ở cái nhịp vừa rồi. À, thì mình có thể canh mua đối với lại cái kiểu này, tức là khi nào mà có những cái nhịp chốt tầm 5-10%, nhiều taker mà bị bắt ngược vào lại 38-40 thì cứ canh tham gia thôi, khi đó mình canh tham gia rất là thoải mái. BID ngày hôm trước cũng có một nhịp tương tự nè chị đâu, BID chốt ngược từ 50 về lại 46 nè, thì cái nhịp này của BID thì biên độ cũng đâu đó khoảng tầm là 7%. Thì ngày hôm trước em cũng nói là BID có thể canh mua quanh đây được, đánh về đỉnh cũ thôi à, đánh về 50 thôi, kỳ vọng về 50 thôi à, và sau đó nó hấp thụ cung lên quanh 50 và nó vượt qua được cái vùng kháng cự này, thì hiện tại nó cũng đã tăng được đâu đó, nếu tính từ cái vùng mua của mình là khoảng tầm giá 46-47 thì nó cũng tăng được khoảng tầm 10% tới 12% rồi. Đây đó là cái cách mua đối với những cổ phiếu ngân hàng ở giai đoạn vừa rồi ha. Thì rồi thì đó là với cái những cái vấn đề liên quan tới việc là mua mới hay là build cái danh mục hiện tại, xây dựng cái danh mục hiện tại mà anh chị nên lưu ý, cũng như là cái kịch bản ngắn hạn của thị trường. Đấy, thì bây giờ thay vì mà chúng ta nói về những cái mã cổ phiếu hàng ngày à, giống như là những cái video trước, thì ngày hôm nay mình sẽ bàn luận một xíu về cái nhóm chứng khoán. Đây thì mình sẽ xem là liệu rằng là với cái danh mục tự doanh hiện tại thì cổ phiếu công ty chứng khoán nào sẽ được hưởng lợi ở trong cái giai đoạn sắp tới. Đầu tiên là nói về SI trước nè à, em có làm một cái file Word ở đây à, để gọi là list ra cái danh mục tự doanh của các doanh nghiệp à, để mọi người biết được là hiện tại cuối quý 4 2023 các doanh nghiệp này đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu nào. À, mọi người lưu ý là cái danh mục này có thể đã bị thay đổi trong thời gian quý 1 nó diễn ra à, doanh nghiệp có thể là đã mua bán, công ty chứng khoán có thể là đã mua bán à, trong cái danh mục tự doanh của mình à, nhưng mà cơ bản thông thường á thì cái biến động của nó sau từng quý nó cũng sẽ không quá lớn à, và về cơ bản là nó vẫn sẽ được hưởng lợi bởi cái mức tăng của cổ phiếu đó ở giai đoạn đầu quý ở trong quý, đúng không à, thì khi đó mình cũng sẽ đánh giá được là doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi nhiều ở trong cái đoạn tăng vừa rồi. Bởi vì rõ ràng giai đoạn này chúng ta đang kỳ vọng, như anh chị đang đặt ra một câu hỏi là bây giờ thị trường đã tăng như vậy rồi, đã vượt cái 1250 rồi, thì khi nào nhóm chứng khoán mới hút được tiền, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho cái đó. Thì đầu tiên là em nói về SI trước, cái danh mục tự doanh của SI nha. Đây, quý 4 2023 đúng không? Hợp nhất. Thì á, cổ phiếu niêm yết mà SI nắm giữ là chúng ta có VB Bank. À thì mọi người nhìn VB Bank trước. Nếu mà tính từ cuối quý 4 tức là ngày 31 tháng 12 thì tính từ ngày đầu tháng 1 cho tới bây giờ đi, thì VB Bank có giá khoảng tầm 19, bây giờ là 20 thì nó tăng không nhiều. À, nó tăng được khoảng tầm là 5%. Đấy thì với 384 tỷ này mọi người nhân ra giùm em 5%. Thì mình lời đó là khoảng tầm 20 tỷ đúng không? Tương tự như vậy thì mọi người cứ tính từ từ tới à, đối với lại cái những cái cổ phiếu này à, thì mình sẽ biết được là doanh nghiệp nào được hưởng lợi dựa trên những cái đó à, nhưng mà cái list này á, nó sẽ không có công bố full danh mục nha à, ví dụ như đối với lại một vài những cổ phiếu nó sẽ giấu à, thì mình sẽ không cần biết hết à, nhưng mà mình sẽ biết được là những cổ phiếu nào tiêu biểu nó đang nắm giữ, thì từ đó mình sẽ đánh giá được là à, cái khả năng mà nó được hưởng lợi từ cái danh mục tự doanh nó là nhiều hay ít. À, thì SI cầm chủ yếu là VBank, FPT, Hòa Phát, thì ba cổ phiếu nằm trong nhóm VIN30 à, thì với cái tỷ trọng và giá trị này, thực tế là SI vẫn sẽ được hưởng lợi từ cái đà tăng của thị trường ở trong giai đoạn vừa rồi à, tương đối ở dưới này thì nó có cầm một số những cổ phiếu để phòng ngừa cho cái rủi ro của chứng quyền à, thì nó dạng là hedging thôi à, thì nó sẽ có Hòa Phát, STB và ACB, thì nó cũng nắm giữ đâu đó khoảng tầm từ 200 tỷ à, STB thì khoảng tầm 150 tỷ. Thì mình cộng gộp là ở đây thì nhìn chung là SI chủ đạo nắm giữ những cổ phiếu trong VIN30 à, nên đây vẫn sẽ là một cổ phiếu được hưởng lợi à, từ cái việc là đà VIN30 tăng trưởng ở trong giai đoạn vừa rồi. Nhưng mà em muốn tách nó cho mọi người là mọi người thấy được á, là rõ ràng ở trong cái giai đoạn quý 1 này á, thì nhiều công ty chứng khoán thực tế nó vẫn có sự dè chừng. À nó vẫn có sự dè chừng. Dè chừng là bởi vì sao? Là bởi vì anh chị thấy là họ vẫn không tham gia quá nhiều vào cổ phiếu niêm yết hay là chứng khoán niêm yết, mà họ tập trung tham gia nhiều vào những cái chứng chỉ tiền gửi hoặc là chứng chỉ quỹ. Nhiều công ty chứng khoán hiện tại đa số họ tham gia vào cái chứng chỉ tiền gửi, tức họ đi gửi tiết kiệm đó. Thì rõ ràng có thể thấy là trong giai đoạn cuối quý 4 2023 thì họ vẫn không quá tự tin vào thị trường ở trong năm 2024 này à, và họ vẫn còn e dè về việc là sẽ tham gia những cái nhóm ngành cổ phiếu nào à, nên họ vẫn dành một cái tỷ trọng rất lớn để tham gia để đi gửi chứng chỉ tiền gửi à, thì có thể chứng chỉ tiền gửi này sẽ dành để làm cái tài sản đảm bảo cho những khoản vay của họ à, cho vay margin à, nhưng mà cơ bản thì mình nhìn thấy được là gì à, là họ vẫn chưa tập trung quá nhiều vào cái danh mục tự doanh. Đấy.
Thì tương tự đối với là HCM thì họ nắm giữ là VBank cũng khoảng tầm 450 tỷ, Hoa Sen thì 326 tỷ, ACB là khoảng 62 tỷ. Và trong đó thì VBank thì tương tự SI rồi, Hoa Sen thì cũng thực tế là nếu mà tính từ cuối tháng 12 tới bây giờ thì Hoa Sen không tăng được luôn á. À, cuối tháng 12 là giá 23, bây giờ là giá 23. Hoa Sen không tăng nhiều. ACB thì có tăng, tăng được khoảng tầm đâu đó cũng tầm 20%. Thì rõ ràng là danh mục này của HCM sẽ không được hưởng lợi nhiều đúng không? À, nhưng mà HCM, cái đà tăng của HCM là được bổ trợ bởi cái câu chuyện phát hành thêm của nó. À, mình take note thêm là SI á, nó vẫn còn một cái câu chuyện phát hành thêm nha. À, nó đã được thông qua rồi, nó chưa chốt ngày thôi. Đó vẫn sẽ là một câu chuyện hút tiền của SI trong đoạn tới tương tự với HCM ở đoạn này thôi. HCM đã ra tin rồi nên HCM đã được hút tiền ở cái phiên này rồi, ở cái nhịp này rồi. Còn SI là vẫn chưa. Nên mọi người thấy được là HCM đã vượt qua được cái đỉnh thời điểm tháng 9 2023 rất là nhanh, và hiện tại nó đã vượt qua xa hơn cái đỉnh đó. Đâu đó được 15% rồi. Trong khi đó SI hiện tại nó chỉ lình xình quanh cái đỉnh tháng 9 2023 thôi. Nên đối với em thì SI là một trong những cổ phiếu mà có dư địa và có tiềm năng nhất ở trong cái đoạn tới, đặc biệt là thời điểm mà công bố báo cáo tài chính quý 3 cũng như là khi mà nó sẽ chốt được cái ngày phát hành thêm của nó. Có thể là tầm quý 3 quý 4 hoặc là nó sẽ chờ sau khi hợp đồng có đông xong. Nhưng mà rõ ràng đó vẫn là cái dư địa, tức là cái tiềm năng tăng trưởng tiếp diễn của cổ phiếu là còn. Bởi vì nó còn câu chuyện để kể và nhà đầu tư người ta vẫn còn cái để nhìn vào. Tiếp theo là mình nói về đây là HCM này ha. Ở dưới này HCM còn có một cái list gọi là nó dàn trải. Nó gọi là nó phân bổ danh mục rất là đều cho những cổ phiếu trong VIN 30. Thì cái tỷ trọng đâu đó khoảng tầm là mỗi mã thì dao động từ 20 đến 30 tỷ thôi, như là một cái rổ ETF vậy đó. Thì cái nguyên cái rổ này là khoảng tầm 600 tỷ. Thì với cái rổ này á và với cái mức tăng của VIN 30 ở trong cái đoạn vừa rồi thì khả năng nguyên cái rổ này sẽ tăng được đâu đó khoảng tầm từ 5 đến 10%. Thì bởi vì do nó phân bổ quá đều nên hầu như sẽ không có một cổ phiếu nào chiếm cái tỷ trọng vượt trội hoàn toàn so với lại cái danh mục đó, nhưng mà rõ ràng là nó vẫn sẽ tích cực. Nhìn chung cơ bản là những cổ phiếu này, những cái nhóm ngành, những cổ phiếu chứng khoán ở giai đoạn vừa rồi á, đặc biệt là những cổ phiếu chứng khoán mà blue chip á, thì nó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều dựa trên cái danh mục tự doanh của nó khi mà nó nắm giữ những cái mã cổ phiếu trong VIN30. Thì HCM là một cổ phiếu tương tự như vậy. Ở trên này là VND ha, ở đây này là VND. VND là cầm VBank, Hoa Sen và ACB, còn dưới này là HCM. Đấy, thì nãy mình đánh giá ở phía trên rồi là VND. Thì VND nó không được hưởng lợi nhiều, do VBank thì chưa tăng quá nhiều, còn có ACB, còn có phía trên này là có con Hoa Sen. Hoa Sen họ cầm đâu đó 300 tỷ, thì nó vẫn không tăng so với lại giai đoạn cuối tháng. Còn HCM thì cái danh mục này họ sẽ lãi được khoảng tầm 5-10% total danh mục. Với cái mức tăng tương đương của VIN30 ở trong giai đoạn vừa rồi á, thì cái danh mục này nó cũng sẽ tăng tương ứng như vậy. Do họ dàn trải ra thôi, tức là có những cổ phiếu không tăng được nhiều và có những cổ phiếu tăng được nhiều thì nó bù trừ cho nhau ở trong cái quý 1 vừa rồi. Tiếp theo là với FTS. FTS thì cái danh mục mà nắm giữ cổ phiếu cơ sở của họ không có nhiều, họ nắm giữ chủ yếu là con mây sông Hồng. Họ nắm giữ bây giờ giá trị danh mục là khoảng tầm 300 tỷ con mây sông Hồng. Nên mọi người thấy á, nếu mọi người cầm FTS á, thì mọi người nhìn phải nhìn cái chạc của con mây sông Hồng là con MH. Nếu mà MH tăng á, thì chắc chắn ngày hôm đó FTS sẽ tăng. Ví dụ ngày 26 tháng 2 đi mình thấy không? 26 tháng 2 nè là có FTS tăng trần nè, MH cũng tăng được một đoạn nè. Thì hai con này thường đồng pha với nhau, lý do là bởi vì nó nắm giữ danh mục tự doanh đa số là con này. Total cái danh mục tự doanh của nó có vài trăm tỷ thôi, có 400 thôi, thì đâu đó họ 300 mấy thôi, thì nó nắm giữ đa số là mây sông Hồng rồi, nó không có đầu tư cổ phiếu bên ngoài quá nhiều đối với FTS. Nên nếu anh chị mà cầm FTS thì phải nhìn mây sông Hồng ở cái giai đoạn vừa rồi. Thì giá cổ phiếu mây sông Hồng ở đoạn rồi nó cũng tăng được một nhịp. Nếu mà tính ra từ cuối tháng 1, cuối tháng 12 cho tới bây giờ thì nó cũng tăng được khoảng tầm 10%. Nhìn chung thì nên FTS đồng vừa rồi anh chị thấy là nó cũng đang gọi là tăng theo cái pha đồng pha chung với lại con mở sắt. Nhưng mà điểm cộng lớn nhất của cái FTS đó là bởi vì nó là cổ phiếu vốn hóa nhỏ nên cái lượng đeo bám nó không nhiều, mọi người nhìn thanh khoản nó trong phiên không có cao, nhưng mà nó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái này ha. Danh mục nó tăng khoảng tầm 10%. Rồi CTS thì cầm HAG họ cầm lên tới hiện tại là danh mục là 28 tỷ, từ 100 tỷ mà cầm về còn 28 tỷ thì là họ cũng đu cái giá khá là cao rồi. Nếu mà tính từ giai đoạn đầu tháng 1 tới bây giờ thì HAG không tăng nhiều. Có họ cầm con Exim Bank cũng không tăng nhiều. EVF thì có tăng một nhịp được giai đoạn vừa rồi đúng không? Nếu mà tính từ cuối tháng 12 tới bây giờ thì EVF nó tăng được đâu đó là 16 là 18 là khoảng tầm 10%. Rồi với cái tỷ trọng là 200 tỷ. Họ cầm những cổ phiếu khác như là DCM, Vinamilk v.v. Thì nhìn chung là cái rổ này của CTS nếu mà tính dựa trên 1.000 tỷ á, thì cái hiệu suất của nó cũng tương đối chứ không phải quá cao. Họ cầm VBank, họ cầm HAG thì không tăng nè. HAG họ cầm 100 tỷ. Eximbank họ cầm 250 tỷ thì cũng không tăng nhiều. Họ chỉ có hưởng lợi từ con EVF này tăng 200 tỷ thì tăng được đâu đó khoảng tầm 10%. Thì còn lại là đa số tỷ trọng khá là thấp. Con DNB Holding này
con này thì lại không có thanh khoản. Thì đa số những công ty chứng khoán mà người biết á, họ cầm những cái mã cổ phiếu này á, có thể một phần là họ cầm là họ cho vay, họ cho doanh nghiệp vay, họ cầm dùm, hoặc là nhìn chung là họ đầu tư theo cái kỳ vọng của họ. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà chúng ta xét cái list này để đánh giá lãi lỗ vào trong giai đoạn quý 1 này thì nó cũng sẽ không quá tích cực đối với lại CTS. Cái đồ thị hiện tại của CTS thì cũng đang gặp khó tại cái vùng cản phía trên này. Trước mắt thì nó đang gọi là hấp tụ lại cái gap lên quanh cái ngưỡng tầm giá 31. Nhìn chung thì có thể xem là lắp là được gap rồi. Thì tạm thời nó đang tiến về cái vùng kháng cự phía trên này khoảng tầm giá 34. Nhưng mà cái danh mục tự doanh của nó không quá ấn tượng, ngoại trừ cái khoản đầu tư vào Thaco. Bởi vì đây là cổ phiếu chưa niêm yết nha, nên sẽ không rất là khó đánh giá lại cái giá trị của doanh nghiệp gọi là một cách chính xác, do nó không có niêm yết. Nhưng mà đối với em thì đây là khoản đầu tư rất hời của CTS, và đó lý do vì sao mà khi mà có những cái rumor liên quan tới việc Thaco lên sàn hay là những cái biến động tích cực đối với Thaco thì con này cũng sẽ được hưởng lợi. Đấy, mọi người nhìn cái danh mục tự doanh mọi người cũng sẽ hiểu được lý do vì sao mà khi mà HAG tăng trần là của CTS thường tăng theo á, là bởi vì nó được hưởng lợi trực tiếp do danh mục nó cũng cầm đâu đó khoảng 100 tỷ. Rồi bản Việt thì cầm rất là nhiều cổ phiếu trong V30 ha, chúng ta có VPBank này, công thương này, rồi phía dưới này chúng mình có cầm là KDH này, BNG, Masan, MBBank, STB. Thì bản Việt là một công ty chứng khoán được hưởng lợi khá tương đối từ cái danh mục tự doanh của nó. Nhìn chung thì với cái list này thì nó cũng lãi được đâu đó khoảng tầm là hơn 10% giá trị danh mục. Với lại là bản Việt cầm cái giá trị rất lớn nha. Mọi người thấy là KDH họ cầm 1.000 tỷ. Họ cầm tới 1.000 tỷ KDH lần. Nếu mà KDH tăng được 10% thôi là bản Việt được hưởng lợi 100 tỷ rồi. Nên nhìn chung thì nếu mọi người đánh bản Việt thì phải nhìn qua KDH. Khi mà mình nhìn những cái danh mục tự doanh này á, thì bản chất cũng cho mình biết được là nếu mình đầu tư vào cái doanh nghiệp đó, đó thì mình nên chú ý vào cái gì. Mình nên chú ý vào những cái cổ phiếu nào. Ví dụ như nếu anh chị đang mua con bản Việt thì anh chị phải lập ra cho em một cái list danh mục để mình follow hàng ngày luôn. Đó chính là các cổ phiếu mà danh mục đang nắm giữ, cái bản Việt đang nắm giữ trong cái danh mục tự doanh của nó. Từ đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ biết được là cái biến động ngày hôm nay là tích cực hay là tiêu cực cho cái doanh nghiệp của mình, cho công ty chứng khoán bản Việt ha. Rồi, và VDS dòng Việt thì em có nói với mọi người một lần rồi đúng không? Họ nắm giữ là Dabeco, ACB, Công Thương, Vinamilk, KDC, đa số đều tăng rất là tốt ở trong cái đoạn vừa rồi. Nên đối với em thì VDS cũng là một cổ phiếu sẽ tích cực ở trong cái kết quả kinh doanh quý 1 sắp tới. Thì nếu mà nhìn sơ qua về các doanh nghiệp ở trong giai đoạn vừa rồi mà gọi là có cái danh mục tự doanh ấn tượng á, thì đầu tiên là SI đúng không? SI với những cổ phiếu trong VIN30 thì khả năng là những cổ phiếu và chứng khoán khác ở trong đây đa số cũng sẽ là trong VIN30. Chỉ là mình thấy được nó chưa tập trung quá nhiều vào cái danh mục tự doanh của nó thôi. Cái thứ hai á, là con VND thì không quá tích cực này. HCM là được, HCM là nó có một cái rổ ETF VN30 luôn. Và nó được hưởng lợi trực tiếp từ cái đà tăng của VN30 ở trong cái nhịp đó. Rồi FTS thì là tập trung vào mây sông Hồng quá nhiều. Nên con này thì khá là khó đánh giá. Để nếu mà có đánh giá thì chỉ đánh giá gọi là mang tính tương quan thôi. Tức là nếu mà đầu tư con này thì nhìn qua con mây sông Hồng thôi. Khi mà mây sông Hồng tăng thì mình đầu tư theo cũng được. Đối với lại con FTS. Rồi CTS thì cũng không phải là quá hiệu quả nha. So với lại cái list 1.000 tỷ thì nó chỉ lại được tập trung chủ yếu vào con EVS 200 tỷ. Lại được 10% ha. Rồi bản Việt là ok. Và cuối cùng là VDS thì chúng ta thấy được bốn cái mã tích cực nhất ở trong cái nhịp lần này, có thể thấy là SI, HCM, bản Việt và VDS. Đó là những cổ phiếu mà em cũng luôn đề cập tới mọi người rồi. Hầu như là video này em cũng nhắc tới những cổ phiếu đó là bởi vì đối với em những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà nó có cái yếu tố quản trị rất tốt. Nên đa số cái danh mục tự doanh của nó sẽ khá là ấn tượng. Mọi người hỏi em con SHS đó, cũng là một công ty có cái list tự doanh rất là tích cực. Nó đầu tư những cái mã cổ phiếu như là Exim Bank, MDG, FRT. Nhưng mà có FRT là tăng được tốt nhất ở trong cái list của họ. Còn Exim Bank hay là MDG thì đoạn vừa rồi cũng không quá tích cực. Nên nhìn chung thì con này là một con mà nó có một cái yếu tố, nó có một vài những cái yếu tố bất ổn ở trong cái chính trị, ở trong cái nội bộ giai đoạn vừa rồi á. Nên mọi người thấy, nếu mọi người đọc tin tức thì mọi người cũng biết đúng không? Nó có những cái bất ổn ở trong giai đoạn vừa rồi, ngoại trừ cái câu chuyện là gần đây, trước đó là liên tục là ban lãnh đạo có xu hướng bán ra. Nên mọi người thấy là giá cổ phiếu nó cũng có xu hướng tạo đỉnh ở quanh cái vùng giá tầm 19-20 đó. Thì gần đây là chủ tịch mới đăng ký mua trở lại để gọi là ổn định cái tâm lý nhà đầu tư. Nhìn chung SS, nếu anh chị là mà có tham gia thì em nghĩ là cũng tham gia ở trong quanh cái vùng khoảng tầm giá 17.5 đổ lại, tức là từ 17 tới 17.5 thì mình có thể canh mình tham gia được. Nhưng mà con này thì do cái việc giữ giá quá lâu ở cái đoạn vừa rồi thì em nghĩ là nó cũng sẽ khó đi lên hơn là những cái mã cổ phiếu khác ở trong cái list chứng khoán. Nên nếu mà có tham gia ở trong giai đoạn quý 1, tức là cái kết quả kinh doanh quý 1 tới, thì mọi người vẫn tập trung giùm em là vào SI, HCM, VCI và VDS. Đó là bốn cổ phiếu mà em đánh giá cao nhất ở trong list lần này. Và nó sẽ tùy thuộc vào từng yếu tố kỹ thuật. Ví dụ SI thì hiện tại đang nỗ lực chinh phục được cái kháng cự 36, thì chưa chinh phục hoàn toàn, nhưng mà cá nhân em đánh giá cái xác suất mà nó vượt qua được cái vùng này là cao. Nên nếu mà có hàng thì có thể tham gia, có thể cầm tiếp được. Còn nếu mà có nhu cầu mua mới thì có thể canh tham gia lên quanh cái vùng khoảng tầm giá 35-36 ở đoạn này. HCM thì hiện tại là đã đi khá là xa rồi.
Và phiên ngày hôm nay thì nó vẫn chủ động kéo lên tiếp cái vùng 28.5, kháng cự kế tiếp khóa CM phía trên này nó đâu đó khoảng tầm là giá 30 cho tới 32. Nên nhìn chung hiện tại nếu chị nào mà cầm thì mình cầm tiếp được, nhưng mà mua mới HCM thì sẽ khó nha. Do nó cách khá là xa cái vùng nền giá hiện tại của nó, nên nếu mà nó gặp một cái áp lực rung lắc một phát thì nó phải điều chỉnh đâu đó tầm 5 đến 10%. Thì cái khi đó cái vị thế của mình nó sẽ không có được sự hiệu quả. Nên HCM thì tạm thời mình sẽ hơi gọi là lấn cấn trong cái việc mua mới. Nếu mà có hàng thì mình cầm tiếp, mình theo dõi được, bởi vì mình biết là nó vẫn tích cực. Còn đối với lại con bản Việt hiện tại thì nó vẫn đang gọi là test lại cái gap ở phía trên này khoảng tầm giá 47. Thì hiện tại nếu mua mới thì mình sẽ ưu tiên mua cho em trong cái vùng giá khoảng tầm 44-45. Có thể lấy vị thế được. Và khi mà nó chủ động lắp được gap 47 thì có thể gia tăng mua thêm, bởi vì nếu mà lắp gap 47 thì khả năng rất cao nó sẽ vượt qua được cái vùng kháng cự 50. Và cuối cùng là con Rồng Việt thì hiện tại là quanh cái vùng ngày hôm trước là cái vùng giá 18-18.5 là em nói rất là nhiều rồi. Và nếu anh chị nào mua được cái vùng giá đó thì hiện tại mình cầm tiếp để mình follow là cái vùng kháng cự phía trên khoảng tầm giá 21-22. Còn nếu anh chị nào mà hiện tại có nhu cầu mua mới đó với lại con Rồng Việt á, thì có thể canh cho em quanh cái vùng giá tầm 19-19.5. Mình lấy vị thế trước một phần và mình sẽ chờ gia tăng thêm sau. Nếu mà nó có những tín hiệu khối lượng tích cực ở trong những phiên tới ha. Rồi thì đó là với những cái cổ phiếu chứng khoán, và hy vọng là cái việc đánh giá cái list tự doanh đó sẽ giúp cho anh chị mình follow được sát hơn cái cổ phiếu chứng khoán ở giai đoạn vừa rồi anh chị đang tham gia, bởi vì em biết được là nhiều anh chị cũng đang rất là lo lắng là liệu rằng cái cổ phiếu chứng khoán của mình đang cầm nó có tăng được hay không, và khi nào nó sẽ tăng. Thì em vẫn đánh giá cái tính cao điểm của nhóm chứng khoán nó sẽ phụ thuộc vào cái kết quả kinh doanh quý 1 nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì cũng có một cái cuộc họp khá là quan trọng để định hướng cái sự phát triển của ngành chứng khoán trong 2024. Thì có một vài những cái thông tin mà mình thấy là nó gọi là nó vẫn thật ra nó vẫn liên quan tới việc là áp dụng KRS thôi. Thì ngày hôm nay có vài thông tin trọng yếu. Đầu tiên á là cái thời điểm vận hành KRS dự kiến sẽ là tháng 4 2024. Thì theo cá nhân sẽ là cuối tháng 4, có thể là họ sẽ chọn một cái mốc đó chính là sau ngày 30 tháng 4 mỗi năm thì họ sẽ đi vào vận hành. Câu chuyện tiếp theo đó chính là cái câu chuyện nước ngoài sẽ được giao dịch ký quỹ. Từ trước tới nay á, nếu mà nhà đầu tư nước ngoài muốn mua thị trường Việt Nam mình đa số là phải gọi là nộp 100% tiền, tức là phải dùng tiền mặt để mua chứ không được ký quỹ. Thì sắp tới một vài ngân hàng sẽ được cho phép gọi là cấp giấy phép á, để cấp ký quỹ cho những cái doanh nghiệp, những cái cá nhân hay là những cái tổ chức nước ngoài. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để quyết định liệu rằng thị trường mình có được nâng hạng hay không. Bởi vì một khi nâng hạng thì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường. Và nếu không cho những nhà đầu tư nước ngoài này giao dịch ký quỹ thì họ sẽ không muốn tham gia quá nhiều, tức là sẽ là một cái rào cản. Nên đó lý do vì sao mà cái cơ chế cũng như là luật lệ về cái việc cho nước ngoài giao dịch ký quỹ là một trong những cái yếu tố then chốt để giúp Việt Nam mình được nâng hạng. Và cuối cùng đó chính là cái giao dịch T+2. Thì hiện tại là mình vẫn đang là 2,5 đúng không? Thì cái giao dịch T+2 sẽ được vận hành sau khi mà KRS đi vào hoạt động ha. Thì đó là ba cái yếu tố chính ở trong cái hội nghị giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 ngày hôm nay mà đã được thông qua. Rồi thì đó là các cái vấn đề chính ở trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình không có đi sơ lược qua về các cái nhóm ngành, ví dụ như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản như thế nào. Thì anh chị nào mà có những cái thắc mắc về những cổ phiếu đó thì có thể là để lại comment ở bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp Zalo cho em để được hỗ trợ. Ngoài ra thì anh chị nào mà xem video nếu mà thấy hữu ích thì đừng quên bấm like video ha, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày. Và theo thuật toán của YouTube thì nó sẽ đề xuất những cái video có nhiều like cũng như là comment, thì mọi người hãy ủng hộ em bằng cách là bấm like cũng như là để lại một cái bình luận ở bên dưới nhận xét về nội dung video cũng như là những cái vấn đề mà anh chị quan tâm để chúng ta cùng nhau tham khảo. Và cuối cùng là ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo này, cũng như là số điện thoại này. Thì nếu anh chị nào mà có nhu cầu đang muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục ở trên thị trường thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ mua bán cũng như là cái vấn đề liên quan tới danh mục, cơ cấu là danh mục của mình. Và em cũng có để cái đường link nhóm cộng đồng ở phía dưới này, thì anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia vào cái đường cộng đồng, trao đổi chia sẻ nhiều hơn với những anh chị ở trong đường cộng đồng ha, hoàn toàn miễn phí thôi. Và nếu anh chị nào mà có nhu cầu mở tài khoản mà không tham gia Zalo hay là ngại nhắn tin Zalo thì có thể điền vào cái form này. Thì sau khi mọi người điền thông tin vào cái form này thì em sẽ cho trợ lý nhắn tin trực tiếp để hỗ trợ mọi người nha. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp ha. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.